Tin quốc tế chúng tôi vừa cập nhật, Trung tâm Địa chấn Châu Âu Địa Trung Hải thông báo một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển khu vực quần đảo Kepulauan Batu của Indonesia ở Ấn Độ Dương vào rạng sáng nay. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 43 km. Trước đó, vào chiều qua, cũng đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,4 ở ngoài khơi tỉnh Đông Nam Sulawesi của Indonesia. Còn tại thủ đô Kathmandu và một số thành phố lớn của Nepal, người dân đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho là do những đám cháy rừng đang xảy ra trên khắp cả nước. Chỉ riêng trong ngày hôm qua đã ghi nhận 379 vụ cháy rừng tại 17 địa phương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ số chất lượng không khí ở thủ đô Kathmandu được ghi nhận là 192, cao gấp 4 lần so với mức nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Trước tình hình này, các chuyên gia y tế khuyến cáo người già, trẻ em và người bệnh phải hết sức thận trọng. Mực nước biển trên toàn cầu đang dâng nhanh gấp đôi so với thập niên 1993-2002, cảnh báo được Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra hôm qua. Cụ thể, trong thập niên từ năm 2013 đến năm 2022, mực nước biển trung bình toàn cầu dâng thêm 4,62mm một năm, tăng gấp đôi so với thập niên từ năm 1993 đến năm 2002, chủ yếu do sông băng tan chảy và nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục. Như vậy, kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, mực nước biển trung bình toàn cầu đã dâng tổng cộng hơn 10cm. Mực nước biển dâng cao đe dọa một số thành phố ven biển và sự tồn tại của các quốc gia nằm ở vùng trũng thấp như đảo Tuvalu. Báo cáo cũng cho thấy băng ở Nam Cực đã tan chảy và giảm xuống mức thấp kỷ lục vào giữa năm ngoái. Các đại dương cũng chứng kiến nền nhiệt cao nhất từng ghi nhận, với khoảng 58% bề mặt đại dương trải qua một đợt sóng nhiệt. Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ hôm qua đã phóng thành công tên lửa BSLV C-55 mang theo hai vệ tinh của Singapore nặng khoảng hơn 750 kg. Một trong hai vệ tinh vừa được phóng của Singapore có nhiệm vụ hỗ trợ những yêu cầu về hình ảnh vệ tinh của nhiều cơ quan chính phủ nước này. Vệ tinh còn lại sẽ được sử dụng nhằm mục đích tăng cường về an toàn hàng hải cho Singapore cũng như mang lại lợi ích cho cộng đồng vận chuyển toàn cầu. Trong những năm gần đây, Ấn Độ được biết đến là quốc gia có khả năng phóng vệ tinh quan sát trái đất vào quỹ đạo với chi phí thấp, chỉ trả bằng một phần so với các nước phương Tây. Harsh Kapal yahan par PSLV C55 mission apni purnata ki or Telios 2 upgrah ko. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Raja Kisrakan mới đây đã xác nhận việc thu phí du lịch sẽ không bị trì hoãn sau tháng 9. Ngoài ra, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng có kế hoạch yêu cầu cảnh sát tỉnh hỗ trợ cảnh sát du lịch trong các hoạt động nhằm xóa bỏ các tour du lịch không đồng và du lịch bất hợp pháp. Những kế hoạch trên nhằm khôi phục ngành du lịch của xứ sở Chùa Vàng. Dự kiến Thái Lan sẽ thu phí du lịch 300 baht, tương đương khoảng 205.000 đồng đối với khách nước ngoài đến bằng đường hàng không và 150 baht, khoảng hơn 100.000 đồng với du khách đến bằng đường bộ và đường biển. Khoảng 60% đến 70% nguồn phí thu được sẽ dành để phát triển các điểm đến du lịch mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các dịch vụ công cộng. Thái Lan đặt mục tiêu đón 25 triệu du khách trong năm nay. Thụy Điển đang tiến hành cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong hơn 25 năm với sự tham gia của 26.000 binh sĩ đến từ 14 quốc gia. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quốc gia Bắc Âu này đang nỗ lực gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cuộc tập trận được thực hiện trên không, trên mặt đất cũng như ngoài khơi nước này, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 5. 700 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng tham gia với lực lượng quốc phòng của Anh, Phần Lan, Ba Lan, Na Uy, Estonia, Latvia, Litva, Ukraine, Đan Mạch, Áo, Đức và Pháp. Cuộc tập trận này trở thành tâm điểm sự chú ý trong bối cảnh nỗ lực gia nhập liên minh quân sự NATO của Stockholm vấp phải một số khó khăn khi vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Sau nhiều năm rao bán, cuối cùng Tổng thống Mexico đã đạt được thỏa thuận bán chiếc chuyên cơ Tổng thống cho chính phủ Tajikistan. Toàn bộ số tiền bán chiếc máy bay này sẽ được Tổng thống Mexico dùng để xây mới bệnh viện cho người dân tại các khu vực khó khăn. Như vậy, vị Tổng thống này đã hoàn thành lời hứa được ông đưa ra khi mới nhậm chức hồi năm 2018. Chiếc chuyên cơ Boeing 787 Dreamliner với thiết kế riêng được bán với giá khoảng 91 triệu đô la Mỹ. Số tiền này được đầu tư xây dựng hai bệnh viện mới tại những địa phương đặc biệt khó khăn.
trước khi bán cho chính phủ Tajikistan. Chiếc chuyên cơ này năm ngoái từng được Tổng thống Mexico cho phép các cá nhân thuê. Hình ảnh phía sau lưng tôi lúc này chính là những chiếc pin ạ. Nó trở nên đặc biệt khi vừa có thể sạc được ạ và cũng có thể ăn được nữa. Có thể là quý khán giả không tin, tuy nhiên đó là sự thật ạ. Các nhà khoa học Italia kỳ vọng đã phát triển thành công một loại pin có thể ăn được, sạc được và dùng trong y tế. Họ kỳ vọng loại pin này sẽ được sử dụng trong các thiết bị y tế để đưa vào cơ thể người ở trong tương lai. Pin ăn được, ý tưởng ngỡ như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng đã được hiện thực hóa khi mới đây, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Italia đã chế tạo nguyên mẫu pin ăn được đầu tiên. Pin được làm từ các nguyên liệu thực phẩm như hạnh nhân, than quạt tính, trong biển, giang lá thực phẩm, sáp ong. Loại pin này cũng được trang bị than quạt tính để tăng khả năng dẫn điện. Các điện cực của pin cũng được bọc trong sáp ong với hai điểm tiếp xúc bằng vàng có thể ăn được. Chúng tôi đã tạo ra mẫu pin năng được có thể sạc đầu tiên. Nó có chức năng giống như pin bình thường, nhưng được chế tạo từ nguyên liệu có thể được tìm thấy trong thực phẩm. Pin nguyên mẫu hiện có thể cung cấp điện cho một bóng đèn LED nhỏ trong 12 phút với cường độ dòng điện thấp không gây nguy hiểm cho cơ thể. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng sử dụng loại pin mới này trong các thiết bị y tế nhỏ có thể ăn được trong tương lai. Theo đó, khi đã thực hiện xong chức năng bên trong cơ thể như chẩn đoán chữa bệnh đường ruột, cả thiết bị và pin đều có thể được tiêu hóa an toàn như thực phẩm. Người dân ở nhiều khu vực Nam và Đông Nam Á đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục. Đợt nắng nóng này được cho là do tác động của hiện tượng nóng lên trên toàn cầu. Tình trạng này đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và cả sinh hoạt của người dân. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết trong ngày hôm nay, nhiệt độ tại một số khu vực nước này có thể lên tới 50 độ C, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Do vậy, giới chức nước này kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và giữ nước bằng cách uống nhiều nước, đặc biệt là vào buổi trưa và đầu giờ chiều khi nắng nóng gay gắt nhất. Trong khi đó, tình hình nắng nóng cũng rất nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Pakistan, Ấn Độ, Nepal và Bangladesh đều ghi nhận mức nhiệt lên tới 40 độ C trong nhiều ngày. Ít nhất 13 người tử vong vì say nắng tại bang Maharashtra phía Tây Ấn Độ hồi cuối tuần qua sau khi tham dự lễ trao giải của bang này. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo tình hình nắng nóng năm nay sẽ trở nên gay gắt hơn, thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Trước tình hình này, các bác sĩ khuyên người dân nên tự bảo vệ mình khỏi nắng nóng. Chúng ta nên bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng trực tiếp và tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời. Nếu bạn vẫn phải ra ngoài đường, bạn phải ở trong bóng râm, sử dụng ô, mặc quần áo rộng rãi và quan trọng nhất là giữ cho cơ thể đủ nước. Tại Bangladesh, nhiệt độ trung bình trong 7 ngày tính đến ngày 19 tháng 4 tại thủ đô Dhaka cao hơn 4,3% so với tuần trước và 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ngày 19 tháng 4, mức nhiệt cao nhất được ghi nhận lên tới 42,8 độ C ở miền Tây Bangladesh. Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi Khí hậu Bangladesh cho biết nếu nắng nóng không hạ nhiệt, cơ quan này sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiệt độ ở một số khu vực.